Từ bộ móng dài 1 mét suốt gần 30 năm, người phụ nữ quyết định trao bán với giá trên trời. Sau gần 3 thập kỷ, bà Janie William quyết định sẽ chia tay bộ móng dài gần 1 mét, 96,62cm. Bà rao bán bộ móng tay này với giá 1 tỷ đồng. Janie William, chủ salon làm đẹp đã về hưu, nuôi móng tay suốt 28 năm để phá kỷ lục thế giới. Hiện bà đã sở hữu bộ móng tay dài nhất thế giới lên đến gần 1 mét, 96,62cm. Không chỉ sở hữu bộ móng tay dài nhất thế giới, móng chân của bà Janie cũng dài tới 38,1cm. Bà từng coi bộ móng tay là tài sản quý giá với mình nên rất chăm chút, nâng niu. Janie William từng tự hào chia sẻ về kỷ lục của mình. Tôi làm điều này cho con cháu của tôi muốn chúng luôn nhớ đến tôi. Giờ đây, khi đã ly hôn với chồng, không có người để giúp đỡ, bà gặp khó khăn khi vật lộn để lái xe, cài khuy quần jean và đặc biệt là tiêm insulin vì bà mắc bệnh tiểu đường. Do vậy, bà đã quyết định bán bộ móng tay quý giá với giá 35.000 bảng Anh, tương đương hơn 1 tỷ đồng. Người phụ nữ 54 tuổi chia sẻ, bà nhận được những lời hỏi mua nhưng giá quá thấp với chỉ 75 bảng Anh cho một chiếc móng. Tôi sẽ không cắt chúng cho đến khi tôi bán được, chúng sẽ tiếp tục dài ra cho đến khi nào tôi bán được. Bà Janie cho biết phải mất 5 ngày để sơn hết toàn bộ móng tay bằng acrylic để làm cứng chúng. Sau khi ly hôn chồng, không có người giúp đỡ, bà Janie đã quyết định rao bán bộ móng tay quý giá của mình. Janie cho biết bà muốn cắt móng trước khi bước sang năm mới bởi rất nóng lòng muốn làm mọi thứ mà không cần phải cân nhắc xem bộ móng tay có làm cản trở hay không.